Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Đêm nay một khối không khí lạnh mới lại bổ sung xuống nước ta với cường độ khá mạnh, vì thế gió trên các vùng biển sẽ tăng cấp trở lại. Dự báo ở khu vực phía Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa từ gần sáng và ngày mai, gió Đông Bắc mạnh lên mức cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, sóng cao từ 4 cho đến 6 mét. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa trong ngày mai, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6 đến cấp 7, biển động mạnh, với mức sóng cao trên 3 mét. Ngoài ra, ở khu vực này còn có mưa dông mạnh, tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tăng cường khiến gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển từ đêm nay sẽ tăng lên mức 3 mét và sẽ còn tiếp tục tăng lên trên 3 mét 50 vào sáng và trưa mai. Biển động mạnh nên việc đi lại trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ sẽ bị gián đoạn. Tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn từ trưa mai, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, đến chiều mai tăng lên cấp 7 và giật tới cấp 8 đến cấp 9. Sóng biển cũng tăng lên 3 đến 4 mét, tình trạng biển động mạnh xuất hiện. Việc đi lại trên tuyến hải trình này sẽ ít nhiều bị gián đoạn. Đối với tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến Côn Đảo, dự báo từ chiều mai, cường độ gió Đông Bắc sẽ tăng lại lên mức cấp 6, tối và đêm mai lên cấp 7, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét, biển động mạnh. Tình trạng sóng cao gió mạnh còn kéo dài nhiều ngày tới sẽ không thuận lợi cho các hoạt động trên khu vực này. Khu vực có thời tiết đẹp nhất trên cả nước trên vùng biển nước ta là khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc trong đêm nay và ngày mai. Gió duy trì hướng Đông Bắc nhưng cường độ không mạnh, chỉ khoảng cấp 3 đến cấp 4. Vì thế, sóng biển thấp dưới 1m50, biển lặng, mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động trên khu vực biển này. Những thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.